Bài Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì sau khi đi thượng những chân dung mới ở nhà của đồng đạo, thì còn những chân dung thầy cũ hình nhỏ, những cái khuôn mà nó đã quá tàn, nó cũ kỹ, nó hư rồi, thì đại tú cùng với mấy anh em thu lại. Thì giờ này đang chuẩn bị tháo ra, đặng cái nào mà còn tận dụng được thì mình sửa lại, còn cái nào mà nó đã hư hoàn toàn thì mình sẽ thay ra, mình bỏ luôn. Giờ đây mời chúng ta coi qua chương trình làm những chân dung thầy cũ ha. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là mấy anh em đang tháo ra những chân dung thầy cũ nè. Đây có những, đây có chân dung thầy cũ đẹp nè, hình này xưa, rất là xưa luôn. Hình này nếu mà hình này cái khuôn nãy, cái khuôn nào ạ? Đó là tấm này vô khuôn lại, tấm này lấy lại, lấy lại làm hình gốc. Hình này giờ ta đi sưu tầm dữ lắm không có. Hình này là hình khoảng năm sáu mấy vậy á. Hình này hình xưa quá đẹp. Đây nè quý vị, đây là những hình thầy đã cũ rồi nè. Đây đang tháo ra khuôn ra nhiều lắm. Hình này thì mình lưu lại ha. Đào kiến không chắc qua bên đây đó, họ dọn lộn nhóc như vậy nè. Để hình thầy vô đó đi, hỏi cái đâu. Mấy miếng kiến chắc qua đây nè, đây hình cũ còn rất nhiều nha. Ở ngoài trước còn cả mấy trăm tấm hình cũ á. Đây cũng mấy chục tấm à. Đây nè, rồi đây. Nó rồi đây chồng nữa nè. Rồi giờ đây mình lấy ra mình sửa sang lại hết luôn. Cái nào cũ quá thì mình sẽ chút nữa mình sẽ đốt. Còn hình nào mà còn tận dụng được thì mình sẽ vô khuôn lại. Như hình này là chút nữa là mình sẽ cắt cái khuôn để vô. Mình thượng lên. Tấm hình này hình thầy quá đẹp. Hình này hình gốc hình xưa luôn. Hình này là hình này là ở trong ở trong 36 ảnh này là có ảnh. Trên đó đó, cái ảnh sát cái gốc chứ cái tấm của Quyền đó. Đây nè, sát tấm của Quyền luôn. Rồi, Nam Mô Phật. Kính thưa về đây có thêm một tấm hình trắng đen hình xưa nè, hình gốc nè. Hình này nếu chúng ta chùi ba cái dơ này ra là hình còn mới lắm. Này chủ nhà người ta thấy ảnh bằng giấy người ta ép lại, ép dẻo lại. Hình này hình gốc thầy đi khuyến nông ngày xưa nè. Mấy tấm này là mấy sư đệ hỏi liên tục chứ, nhắn tin hỏi có hình cũ không, mấy sư huynh làm có hình cũ không, cho đệ xỉnh, cho đi xin cho đệ thỉnh đi. Mấy tấm này mấy sư đệ mà coi lên rồi là phái lắm. Mà này mình chừa lại cho mấy đệ ấy đi. Hai tấm ha, đây một tấm được hai tấm rồi nè. Để đi. Rồi đây được thêm hai tấm hình cũ nữa quý vị. Đây là một tấm hình trắng đen hình xưa nè. Hình này mấy đệ coi qua chắc cũng phái lắm. Hình cũ xưa. Đây thêm tấm nè, mà tấm này chắc tấm này Photoshop lại rồi, nhưng mà có điều là nó cũng lâu đời lắm rồi. Chắc cũng 40-50 năm rồi đấy. Hai tấm cũ nữa. Vô đây được 4 tấm à. Đây là bài thơ là mê tự mình mê, tỉnh do mình tỉnh nè. Mê tỉnh vốn tại tâm nè, tỉnh mê không tại cảnh. Này của ông hai. Tu tâm chở chở tu cảnh ha. Cảnh phụ tâm là chánh, tâm được làm chủ rồi, cảnh không cần phải lánh. Toàn cõi đời là giả, chỉ có tâm là chánh. Này ông chỉ về tâm ha. Hay. Đây là những chân dung thầy khuôn cũ nè, của Bình Dương đem về. Hình thì còn đẹp lắm, nhưng mà có điều là khuôn hư hết trơn hay cái gì. Khuôn này làm bằng vê của Lao Phong. Hư hết trơn, toàn bộ hư hết trơn. Ồ.
hình đó nó xong rồi. Số lượng hình rất là nhiều. Hình sao bung hết trơn. Sập lép trơn. À, hình này còn mới cũng đẹp lắm. Hình này vô khuôn là thượng nên thờ là hình giấy. Hình này ép lại là im nhất. Hình này sẽ ép. Hình ép về một mặt rồi đẹp. Đây là vô kỹ thuật chỉnh là chỉnh sửa là chi tiết. Còn ở ngoài ngoài cỡ 40-50 tấm nữa. Anh đem vô soạn ra thêm cái nữa là cho nó hết luôn. Cái này là chưa có khuôn nha, cái này mới có soạn ra đây này chưa cắt khuôn. Cái này nó cho sau, phần này cho sau. Còn phần cắt khuôn là phần này là nó cho trước nè. Phần này là đã vô khuôn xong hết trơn rồi nè. Này số lượng người ta thỉnh lên Bình Dương mà người ta không có phát hết nè. Người ta để lâu quá rồi thêm cái nữa mùa dịch. Mùa dịch tới luôn là ta để ta bỏ về quê hết trơn rồi. Cái này mấy cái này không có ai mà đi phân phát nha, không ai thượng. Hình này thầy sao mà làm quá lạ. Tấm này chỉnh sao mà không thấy được cái góc hình thầy luôn. Đây thêm một chồng nữa nha. Chồng này nữa là hết rồi. Này, hai tấm anh câu lại một cái hết ta. Này nãy giờ gỡ ra hai đống khuôn cũ nè. Đây là khuôn cũ không nè. Đèn đóng nè. Hết luôn chắc cỡ khoảng hình thầy với củ quyền đâu hết là cũng trăm mấy 200 tấm vậy. Mình tận dụng mình lấy hình lại đăng mình làm khuôn mới ha. Rồi tiếp theo sẽ gỡ những tấm lục tự. Đây là cũng như mấy tấm lục tự cũ không là nghe cái gì. Đi vô trong đi. Vô ngoài đây trời ấy lắm.
Đỡ ba lắm được từ cũ này ra nữa là xong. Ngày nữa mình cũng cắt khuôn nữa, mình cũng vô khuôn lại cũng cho người ta nữa nghe quý vị. Tấm 50 là Phật nè. Tấm này một tấc chiều đứng bề ngang 6 tấc. Được cái số mà lục tự này là coi như là mình cho hết năm nay rồi, mình làm lai gai tháng 15 bộ. 15 tấm. Này hết này dám có cái 70-80 tấm á. Này nãy quên đếm hết luôn rồi, khoảng nhiều tấm rồi. Này đếm thử rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tấm. Chồng này 26 hả? Chồng 26, chồng đó có 40 à. Chồng có 6 á. Cao hơn Khúc nè. 40 đi. Như bên đây 30 rồi, 40 rồi, 70 rồi. 70. Rồi chắc hết luôn, chắc cả khoảng 80 tấm à. Hết luôn chắc cả 80 tấm. Nó lấy được cái khuôn còn như bỏ cho. Rồi, 80 tấm lục tự. Rồi bữa nữa rảnh mới cắt khuôn mới vô khuôn. Phần này để nữa sẽ kiếm thêm tiền đang mua nhôm với alu. Rồi sau khi mà đã gỡ ra hình thầy với lục tự Di Đà cũng như là củ quyền là nguyên một cái đống khuôn bỏ mênh mông nè quý vị, như đống núi vậy. Còn số lượng bên đó là tam bảo à. Đây số tam bảo cũ nè, cũng tháo khuôn ra rồi, nữa mình cũng cắt cắt khuôn rồi mình cũng vô khuôn lại đặng cho ta ha. Đó, đó lấy giấy đó chồng luôn lên sáu. Đó. Rồi chỉ bỏ cái khuôn thôi, lấy miếng giấy lại đặng lót luôn. Rồi giờ này đề Tú sẽ chạy đi kêu đồ tò test lại đây đặng giải quyết hết cho cái đống này quá chàng rồi. Chắc cỡ 5 bao à. Gỡ hết ba khuôn cũ ra nè.